Đăng Khoa kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Điểm tin buổi sáng của ngày thứ Hai, 23 tháng 10. Trong phần điểm tin đầu của ngày hôm nay, giám đốc FBI là ông Christopher Wray hôm Chủ nhật nói rằng cơ quan ông không thể mở khóa để lấy dữ kiện từ hơn phân nửa số dụng cụ di động trong kho tăng vật. Đa truyền hình ABC News trích lời ông Ray trình bày lại tình trạng hội nghị cảnh sát trưởng quốc tế tổ chức ở Philadelphia rằng trong 11 tháng đầu tiên của năm, nhân viên FBI không thể lấy dữ kiện của hơn 6.900 dụng cụ di động. Theo ông, đây là vấn đề hết sức to lớn liên quan đến các ngành điều tra về ma túy, buôn người, chống khủng bố, phản tình báo, băng đảng, tổ chức tội phạm, lạm dụng trẻ em. FBI và các cơ quan công lực từ lâu than phiền về việc không thể mở khóa để lấy dữ kiện từ các cell phone, cũng như, cũng như các dụng cụ di động khác, từng tịch thu từ các nghi can dù rằng họ có trác tòa nhưng các công ty kỹ thuật vẫn từ chối hợp tác vì nhất quyết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Vào năm 2016, Bộ Tư pháp từng tìm cách áp lực hãng Apple giúp mở khóa một cell phone của một người đàn ông tấn công khủng bố ở San Bernardino, California, nhưng không thành công. Sau cùng, FBI phải mướn một công ty tư không tiết lộ danh tính để giúp họ mở khóa điện thoại mà không cần đến sự trợ giúp của Apple. Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Donald Trump từng nêu lại việc sẽ áp lực mạnh đối với các công ty kỹ thuật để có thể thu thập dữ kiện từ các dụng cụ di động này. Đối với phần điểm tin số 2, theo trang dưới Say Today, cựu Tổng thống Jimmy Carter trong một cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo New York Times nói rằng tôi nghĩ truyền thông bất công khi chỉ trích ông Trump hơn những cựu Tổng thống khác tôi từng biết. Ông Carter cũng minh vật ông Trump về vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ về các cường quốc khác trên thế giới khi nói rằng Mỹ từng là một quốc gia vững mạnh và là trung tâm của thế giới. Nay chúng ta không còn như vậy nữa. Chúng ta đang dần mất đi vị trí này khi Nga càng phát triển và Trung Quốc và Ấn Độ đang tiến về phía trước. Ngoài ra, ông Carter cũng cho biết ông sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump để giải quyết những căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Bắc Hàn. Ông cũng cho truyền thông biết rằng ông từng nói chuyện với Cố vấn An ninh Quốc gia H.R. McMaster rằng tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu cần thiết. Về phần điểm tin số 3 của ngày hôm nay, cảnh sát Florida nói 3 vụ giết người trong 11 ngày có liên quan với nhau. Cảnh sát ở thành phố Tampa, tiểu bang Florida, hiện đang kêu gọi dân chúng trong một khu vực nơi đây đừng quá lo sợ để dịp phải giới hạn mọi hoạt động của mình sau khi xảy ra 3 vụ giết người liên tiếp chỉ trong 11 ngày. Các điều tra viên cho hay các vụ nổ súng này có liên hệ với nhau. Vụ giết người mới nhất ở khu Seminole Heights xảy ra hôm thứ Năm, Cảnh sát nói rằng Anthony Naiboa, một thanh niên 20 tuổi, mới tốt nghiệp trung học, lên nhầm xe buýt khi rời khỏi nơi làm việc tối hôm đó và xuống lộn khu xóm ở vùng Đông Nam thành phố Tampa này. Cảnh sát cho hay, họ tin rằng Naiboa đang đi bộ đến một địa điểm đón xe buýt khác, nhưng chỉ đi được chưa tới 200 thước thì bị bắn chết. Vụ này xảy ra 8 ngày sau khi cảnh sát tìm ra thi thể của Monica Hoffa, 32 tuổi, được cho là thiệt mạng hôm 11 tháng 10, nhưng chỉ biết 2 ngày sau đó khi một nhân viên thành phố đến cắt cỏ ở bãi đất này. Xác của Hoffa được tìm thấy chỉ cách nơi tìm thấy một nạn nhân khác là Benjamin Mitchell, 15 phần... chưa tới 800m. Mitchell, người bị giết đầu tiên trong vụ này, bị bắn ngay trước khi cửa nhà mình hôm 9 tháng 10 và qua đời trong bệnh viện. Naipoa bị giết chỉ trong 20 thước cách nhà của Mitchell. Quyền cảnh sát trưởng thành phố Tampa là ông Brian Dugan hôm thứ Sáu cho hay, ông tin rằng các vụ giết người xảy ra trong vòng một dặm này có liên hệ với nhau. tuy nhiên đến nay cảnh sát chưa gọi đây là một kẻ giết người hàng loạt gọi là serial killer gây ra. sau khi hồ phai bị giết, cảnh sát bao vây và lục soát khu vực với sự trợ giúp của chó săn và trực thăng nhưng không thấy nghi can nào. tuy nhiên ông đương gần kêu gọi dân chúng trong vùng này hãy đừng để tự mình trở thành tù nhân trong khu phố đang ở và hãy tiếp tục đời sống bình thường dù rằng phải cẩn thận hơn và phải để ý những gì xảy ra xung quanh. Về phần điểm tin thế giới của ngày hôm nay, Úc tăng cường kiểm soát an ninh với nhân viên phi trường. Theo đài BBC News, nhân viên tại các phi trường lớn tại Úc phải qua kiểm tra, kiểm soát an ninh chặt chẽ hơn. Đây là một quy trình nhằm kiểm soát an ninh vì lo sợ khủng bố. Quyết định được đưa ra sau khi nhân viên an ninh từng chặn đứng kịp thời một âm mưu khủng bố có ý định đánh rơi một chiếc máy bay ở Sydney hồi tháng 7. Các nhân viên kiểm tra hành lý và những nhân viên làm trong khu vực giới hạn tại sân bay Úc sẽ phải qua những cuộc kiểm tra ngẫu nhiên xem có các chất nổ hay không. Ngoài ra, đồ dùng cá nhân và phương tiện đi lại của những người này cũng phải qua kiểm tra. Chính phủ Úc cho biết hiện có khoảng 140.000 nhân viên thời vụ được đi lại bên trong các khu vực an ninh tại các sân bay của nước này. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Nick Stefanon cho rằng Úc thậm chí nên áp đặt các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn như hệ thống kiểm tra an ninh của Mỹ hoặc kiểm tra bắt buộc đối với toàn bộ nhân viên. Ông nói rằng các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên của chính phủ trông như một trò đùa. Về phần thị trường của ngày hôm nay, giới bán lẻ khó mướn nhân viên vì trả lương thấp. Giới bán lẻ nhận thấy ngày còn khó mướn nhân viên vì phải trả lương thấp. Theo hãng thông thống Reuters, các hệ thống bán lẻ gồm Macy Inc. và JCPenney cho biết họ sẽ mướn nhân viên làm tạm trong mùa lễ năm nay chỉ bằng hoặc ít hơn so với năm ngoái. Trong khi đó, Walmart lại đưa ra quyết định sẽ không muốn thêm người nào làm tại bán thời gian vì họ đang phải trả thêm lương cho nhân viên hiện hữu. Giới quan sát nói rằng, các cửa tiệm bán lẻ đang phải chịu sức ép từ các đối thủ bán lẻ cạnh tranh trên mạng như là Amazon. Bà Melissa Hussett là một phó giám đốc công ty thuê mướn nhân viên Manpower Group Solution nói rằng, chúng tôi gặp khó khăn khi tìm nhân viên ở cấp bậc thấp hoặc tập sự. Bậc thấp nghiệp Sorry quý vị, mức thất nghiệp đạt ở mức thấp nhất trong hơn 16 năm. Với sự phát triển kinh tế và nhiều nghề mới được tạo thêm như lái xe cho Uber hay Deliveroo, khiến số nhân viên trẻ ngày càng khó tìm hơn. Tính đến giữa tháng 10, có khoảng 892.500 việc làm ngành bán lẻ đang cần nhân viên so với 875.000 vào cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, phân tích của tổ chức Corn Ferry qua 40 công ty bán lẻ vùng Bắc Mỹ cũng cho thấy rằng 73% trả ít tiền thuê hồng trong năm 2016 hoặc cắt luôn đối với nhiều thành niên. 35% nói không thể trả hoa hồng, tăng từ 25% của năm trước. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Điểm tin buổi sáng của ngày 23 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.